Cảm ơn anh chị em gửi những cái năng lượng yêu thương đến cho nhau. Những điều đó nó quý giá lắm. Nó quý hơn tiền rất nhiều. Đúng không ạ? Và hôm nay là một buổi thấm đẫm tình yêu thương. Tôi câu giờ một tí để cho đông đông một tí đến phần hôm nay chúng ta đến với một diễn giả vô cùng đặc biệt. Và trước khi diễn giả xuất hiện thì tôi xin mời MC Hà Thương ạ. Xin mời MC Hà Thương. Xin mời em. Có nghe tiếng thầy không? Alo. Ôi thầy nghe rồi. Chào em, chào Hà Thương. Cảm ơn MC. Vâng, em xin được chào thầy Thái. Em xin chào các thầy cô, các anh chị có mặt trong phòng luôn sáng ngày hôm nay ạ. Lời đầu tiên, cho phép Hà Thương được gửi đến quý thầy cô giáo, các anh chị và tất cả mọi người có mặt trong phòng Zoom sáng hôm nay lời chúc sức khỏe và lời chào thân thương nhất. Kính thưa quý thầy cô giáo, các anh chị và tất cả các bạn, có một câu nói mà Hà Thương cảm thấy rất tâm đắc chính là người bình thường nhưng không tầm thường. Và chắc hẳn mỗi lần nhắc tới hình ảnh của những người khuyết tật, chúng ta thường liên tưởng tới những vị diễn giả truyền cảm hứng nổi tiếng thế giới, ví như thiên tài âm nhạc Mozart hay diễn giả truyền cảm hứng vô cùng nổi tiếng Nick Vujicic. Ông là một người không chân, không tay đến từ Úc. Vậy có bao giờ quý vị nghĩ rằng ở ngay tại đất nước Việt Nam xinh đẹp của chúng ta cũng có những thiên tài như thế? Ví như diễn giả truyền cảm hứng vô cùng đa tài, ca nhạc sĩ Hà Chương, hay thầy giáo Nguyễn Ngọc Ký, một người có thể viết được bằng chân. Và không thể không kể tới mỹ nhân truyền cảm hứng vô cùng đáng yêu của chúng ta, chị Lê Dương Thể Hạnh. Vâng, thưa quý vị, tuy họ có một cơ thể không lành lặn, song lại có một nghị lực vô cùng phi thường. Và trong live show đặc biệt ngày hôm nay, Hà Thương cũng muốn giới thiệu tới quý vị một nhân vật tuyệt vời như thế. Anh ấy đến từ tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam, diễn giả truyền cảm hứng tương lai, anh Lương Đức Thục. Vâng, xin được nhiệt liệt chào mừng quý thầy cô giáo, các anh chị và các bạn đến với live show đặc biệt ngày hôm nay, Lương Đức Thục và những người bạn. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ với quý vị 4 phần chính. Phần đầu tiên, chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với diễn giả truyền cảm hứng tương lai. Phần thứ hai, chúng ta sẽ được gặp gỡ và giao lưu với một người vô cùng vĩ đại, một người khổng lồ của chúng ta. Và phần thứ ba là những món quà đặc biệt của chúng tôi muốn dành tặng tới tất cả quý vị. Và cuối cùng là lời cảm ơn của chúng tôi. Kính thưa quý thầy cô, các anh chị và tất cả các bạn, mở đầu chương trình ngày hôm nay, kính mời quý thầy cô, các anh chị và các bạn, chúng ta cùng gặp gỡ và giao lưu với diễn giả truyền cảm hứng tương lai, anh Lương Đức Thục. Xin mời anh Thục ạ. Hey, chào Thục. Chào Thục. Dạ, em chào thầy. Thầy yêu em. Dạ, em yêu thầy. Rồi, hôm nay là chương trình đặc biệt của Thục. Thục xin thầy mời Thục bắt đầu nha. Xin mời Thục hết sức bình tĩnh, hết sức vui vẻ. Mình rất là nỗ lực rồi, nhưng mà không áp lực nha. Ôi, mình yêu mình quá nè. Đặt tay lên trái tim của mình nói đi. Ôi, mình yêu mình quá. Ôi mình yêu mình quá. Đúng rồi. Ôi mình yêu mình quá. 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 Ôi mình yêu ba mẹ quá. Ôi mình yêu bố 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 mẹ quá. Ôi mình yêu 1.200 anh em quá. Ôi mình yêu 1.200 anh em quá.
Rồi bây giờ mời Lương Đức Thục bắt đầu 15 phút của em với một tình yêu thương vô cùng tuyệt vời. Xin mời em bắt đầu. Xin chào thầy cô giáo kính yêu, chào các anh chị em trong cộng đồng LLU. Em tên là Lương Đức Thục, em đến từ Thái Nguyên xinh đẹp. Lúc trả lời em là đến chuyện bình thường. Qua một tuần phút khá lâu, em bị biến chứng. Gia đình em không thừa điều kiện. Để đưa em đến bệnh viện khám chữa bệnh. Nên em trở thành một đứa trẻ khuyết tật từ đó. Năm em 2 tuổi, anh được y tế huyện tổ chức cho em đi khám chữa bệnh. Tại bệnh viện tuyến tỉnh, em được điều trị ở đó 2 tháng, nhưng không có biến chuyện gì nên bố mẹ cho em về nhà. Và cuộc sống cứ vậy trôi đi. Nhờ em tự nguyện đến 6 năm em ngồi được. Bố mẹ vô cùng mừng rỡ. Năm em 6 tuổi, các bạn cùng trang lứa, cấp sách đến trường, còn em chỉ là đứa trẻ tự đi. Nhờ bầu chiếc xe gỗ, ông nội thiết kế cho. Hàng ngày em đã tập đi. Chị mong đi được. Và được đến trường. Nhưng các bạn cùng chơi lửa em kiên trì thực hiện. Sáu hôm sau em đi được. Năm 12 tuổi, bố mẹ cho em đến trường học mẫu giáo. Nhưng chỉ được vài buổi. Vì nhà xa trường,
vì vậy khó khăn. Nên em đang nghỉ ở nhà. Em nghĩ không được đến trường, không có nghĩa là ngừng học tập. Nên em tìm qua kênh VTV2 để học chữ cái. Nhờ đó mà em biết chữ. Em không biết được, nhưng dùng chiếc điện thoại em có thể nhắn tin. Em thấy em vô cùng khó khăn. Rất khó diễn là cho mọi người hiểu được. Năm đến 18 tuổi, em nghĩ mình không sống phụ thuộc vào bố mẹ nữa. Nên em đã xin bố mẹ mở quán hàng khô, bán tại nhà. Ban đầu thu nhập rất tốt, nhưng bài hôm sau có chợ quê mọc ra. Quán em không xuất bán được nữa. Nên đành phải đóng cửa. Năm em 29 tuổi, em vẫn khá khăn được học tập. Vì sự khắc khao đó không qua chiến, em gặp được SE. Em được học tập rất nhiều từ những thầy cô. Em được yêu thương giúp đỡ của những anh chị em trong cộng đồng. Những tình cảm đó em biết ơn nhiều lắm. Em yêu em vô cùng. Đây có thể thấy
Mẹ đã luôn đồng hành và giúp đỡ em vượt qua thói quen chiến thắng, vượt qua thói quen bản thân. Thầy đã đồng hành cùng em, chụp chợ em nói, chụp chợ em hát, chụp chợ em những thói quen chiến thắng bản thân. Em luôn ghi nhớ năm một chữ chỉ yêu mà thầy đã dạy cho em. Tôi xin lỗi chúng tôi, tôi cảm ơn chúng tôi, tôi biết ơn chúng tôi yêu thương chúng tôi và tôi rất hạnh phúc. Tôi yêu những người yêu thương tôi, tôi cảm ơn những người yêu thương tôi, tôi biết ơn những người yêu thương tôi và tôi yêu những người yêu thương tôi và tôi rất hạnh phúc với những người yêu thương tôi. Tôi xin lỗi những người chưa yêu thương tôi, tôi cảm ơn những người chưa yêu thương tôi, tôi biết ơn những người chưa yêu thương tôi, tôi yêu thương những người chưa yêu thương tôi và tôi rất hạnh phúc với những người chưa yêu thương tôi. Và thầy phải dạy cho em luôn chọn mẹ bảo vệ thất, mỗi bước chân chọn mẹ bảo vệ thất, mỗi hơi thở chậm nhẹ mà hoàn tất. Mỗi bước chạy chậm nhẹ mà hoàn tất. Năm điều tục mơ ước là ước mình tự kiếm ra tiền để mua một chiếc máy tính để học tập, thực ước có một việc làm để có thu nhập nuôi sống bản thân. Thục ước có một cuộc sống vui vẻ và bình an. Thục ước có một ngôi nhà chắc chắn. Thục ước mọi người yêu thương nhau. Em xin cảm ơn cả nhà đã lắng nghe phần chia sẻ của em.
How they in Ok, cảm ơn Thục. Bây giờ chưa hát nè, bây giờ để tay lên trái tim của mình nè. Để tay lên trái tim của mình. Em nói với thầy nha. Con xin lỗi bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Nói sâu trong tâm hồn của mình á. Con xin lỗi bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Con yêu thương bố mẹ. Con yêu thương bố mẹ. Con rất hạnh phúc được làm con của bố mẹ. Con rất hạnh phúc khi được làm con của bố mẹ. Rồi bây giờ lặp lại một cái tâm tình sâu lắng nhất dành cho bố mẹ. Cảm ơn bố mẹ ở hai bên đã hôm nay ngồi dự cùng với em. Thầy cảm ơn ba mẹ của Thục đã đồng hành cùng với Thục. Biết rằng gian nan vất vả lắm, nhưng mà đồng hành cùng với con để con của mình có một cái bước ngoặt mới. Thục hãy nói lại cho thầy sâu lắng nhất nha. Con xin lỗi bố mẹ. Con xin lỗi bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Con cảm ơn bố mẹ. Con biết ơn bố mẹ. Con biết ơn bố mẹ. Con yêu thương bố mẹ. Con yêu thương bố mẹ. Con rất là hạnh phúc được làm con của bố mẹ. Con rất là hạnh phúc khi con là con của bố mẹ. Bây giờ Thục hãy đứng lên ôm mẹ. Ôm mẹ, sau đó ôm bố của mình một cách rất là trầm ấm nè. Đứng lên đàng hoàng, đứng lên đàng hoàng. Bố mẹ cứ ngồi để Thục tự đứng lên. Thục sẽ ôm bố mẹ, đúng không ạ? Ok, rồi. Rồi, mẹ ôm con nha. Ok, rất là tuyệt vời. Rất tuyệt vời. Rất tuyệt vời, đúng rồi. Đúng rồi, tuyệt vời. Thục rất là thương, yêu thương bố mẹ. Và đặc biệt là Thục rất thương bố của mình. Thục rất là yêu bố. Rất tuyệt vời. Rồi, Thục ôm bố mình nè. Thục ôm bố, quay sang ôm bố nè. Bố ôm Thục nha. Bố Thục ôm Thục nè. Đúng rồi, trao cho con cái tình yêu thương đong đầy nè. Đúng rồi. Tuyệt vời quá. Cảm ơn Thục.